Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một cặp nhà giá tốt trên địa bàn đường Trương Thị Hoa, một sẹc Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp nhà hướng chính đông với diện tích ngang 4m2, độ dài 16m một căn, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Cặp nhà này thì hẻm một sẹc có đường Trương Thị Hoa và rất là gần với công an quận 12 nha quý vị. Cách metro khoảng tầm 500m và rất là gần với ngã tư quốc lộ 1A và metro. Một vị trí rất là đẹp, chỉ cách Gò Vấp khoảng tầm 5 phút đi xe máy thôi. Vị trí này thì quý vị di chuyển đi lại rất là thuận tiện với các quận trung tâm. Và cặp nhà hôm nay Huy Hùng muốn giới thiệu đến chúng ta là một cặp nhà với kiến trúc tân cổ điển, hẻm rất là đẹp và là một con hẻm cụt an ninh, thuận tiện cho quý vị ở làm văn phòng công ty cho thuê nhá. Và quý vị sẽ cùng em Huy Hùng tham quan mặt tiền và con đường dẫn vào căn nhà nhé. Con đường vào căn nhà mình là một con đường hẻm 8m một sẹc, cách mặt tiền đường chính đường Trương Thị Hoa khoảng tầm 50m thôi nha quý vị. Đây chúng ta thấy là con đường Trương Thị Hoa này rất là gần với đường Trương Thị Hoa nha. Quý vị di chuyển vào nhà xe hơi xe tải vào nhà rất là thoải mái và dễ dàng. Và ngày hôm nay thì buổi chiều mưa, Huy Hùng sẽ giới thiệu đến quý chị chúng ta căn nhà ngang 4m, độ dài 4m2, độ dài 16m. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà này. Và quý vị sẽ cùng em di chuyển vào bên trong căn nhà trong buổi chiều mưa ngày hôm nay. Căn nhà này thì bên ngoài vỉa hè có vỉa hè ốp đá xanh 1m này. Bên trong là hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa sắt bên ngoài. Và dưới tầng trệt thì chủ nhà thiết kế có khu vực đậu xe hơi, phòng bếp, trên tầng lửng thì có phòng khách và trên lầu có 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ cũng như là sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng chính đông, phù hợp cho đại đình mình, chúng ta hợp mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Quý chị đang tham quan trực tiếp căn nhà phố ngang 4m2, độ dài 16m, xây phun đất, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, tọa lạc trên trục đường Trương Thị Hoa, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thì rất là phù hợp cho đại đình chúng ta ở làm phòng công ty hay là cho thuê. Và nhà có lửng nên không gian sẽ vô cùng thoáng và sáng. Chúng ta đang đứng bên trong không gian tầng lửng, khu vực đậu xe hơi và không gian dưới tầng trệt. Ở đây thì chủ nhà có ốp gạch 80 màu trắng kết hợp với điểm chỉ len đen màu đen kết hợp với gạch tường lên cao 1m2. Bên trên thì có chỉ nổi trang trang trí và phía bên trên thì quý vị sẽ có đèn chùm kết hợp với trần thạch cao được đóng rất là sang trọng và đẹp nè. Với giá bán chỉ có hơn 6 tỷ một căn thôi, quý vị sở hữu ngay một trong những cặp nhà phố đẹp nhất quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thiết kế lung linh, xây dựng chắc chắn và có bản vẽ thiết kế cũng như là có sổ hồng hoàn công đầy đủ. Ở bên trong đây thì quý vị thấy những bức tường được ốp gạch trang trí kết hợp với ốp giả đá này, cầu thang thì làm với tay vịn gỗ đỏ, lan can kính cường lực 10 ly và mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp phía sau thì quý vị nhìn đây sẽ có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ sồi. Và cuối nhà thì quý vị sẽ có sân sau. Sân sau thì chỗ này gia chủ đang chờ hoàn công xong thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh ngay đây. Gia chủ đã trừ sẵn rồi, ngay khu vực sân sau nhé. Và ở đây thì nhà mình vừa xây xong mới được 90% thôi, còn đang hoàn công nha quý vị. Quý vị mua thì có thể đặt cọc dưới chỗ, chờ chủ nhà hoàn công xong thì quý vị sẽ công chứng và nhận nhà ngay. Không gian bếp này thì có hệ thống cửa ra khu vực sân sau và có tủ bếp trên dưới cũng như là có trần phẳng thạch cao, có đèn led kết hợp với đèn chiếu sáng và có khu vực để tủ lạnh hai cánh. Phòng bếp thì được chủ nhà ốp gạch lên cao phun trần và quay ngược ra đây. Quý vị đến với không gian của không gian đậu xe hơi này và di chuyển lên trên lầu thì quý vị sẽ cùng em Huy Hùng đến với không gian của các phòng ngủ cũng như là không gian phòng khách trên lửng nhé. Nhà này thì làm phải nói là rất là đẹp và chắc chắn kiên cố, có bản vẽ thiết kế, có hồ sơ thiết kế đầy đủ luôn và là một trong những kiến trúc sư lâu năm xây dựng và thiết kế căn nhà này, một căn nhà tân cổ điển. Ở đây thì quý vị đang đến với không gian tầng lửng phòng tiếp khách. Khu vực không gian lửng phòng tiếp khách ở đây thì chủ nhà có thiết kế một không gian lửng rất là tuyệt vời với hệ thống trần thạch cao được làm phải nói là tuyệt vời và đẹp. Và khu vực lửng này thì quý vị có thể làm phòng khách khép kín này, làm phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke gia đình, tùy ý mọi người chúng ta nhé. Và ở đây thì như quý anh chị em thấy có cửa sổ ra khu vực sân sau. Và chúng ta cùng em di chuyển lên bên trên tham quan không gian kiến trúc 4 phòng ngủ nha mọi người. Nên dưới đây thì quý vị sẽ đến với không gian kiến trúc thiết kế 4 phòng ngủ. Phòng ngủ thì làm theo tân cổ điển, chủ nhà làm rất là đẹp. Quý vị sẽ nhìn thấy ở đây thì có
cửa sổ ra khu vực sân sau, có những bức tường được dán giấy treo tranh và làm vô cùng đẹp. Đây, quý vị để ý này, đó, rất đẹp nha mọi người. Phòng này thì sàn ốp gạch giá gỗ và làm rất là nhiều phào chín nổi. Sang trước thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì quý vị thấy ở đây cũng thiết kế và trang trí rất là đẹp, có khu vực gắn máy lạnh, có trần phào chỉ về nó là tuyệt vời. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có ban công lên tới mét 2 với lan can nhôm đúc bên ngoài. Khu ban công này, chúng ta sẽ có lan can nhôm đúc nhé, ban công mét 2, và ngoài ban công thì có vòi nước. Đây là khu phố nhà mình này, một khu phố đồng bộ, hẻm cụt an ninh. Nhà mình thì cách cuối là 4 căn, đó, cách cuối hẻm là 4 căn nhé. Và khu này toàn nhà lầu thôi nha quý vị, hẻm một xẹt rất là đẹp, thuộc trục đường Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cách Gò Vấp 500m và cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy. Di chuyển qua địa bàn quận Gò Vấp thì 5 phút thôi. Quý vị nào đang tìm mua nhà thì có thể gọi cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Nhà thì vừa mới xây xong, sổ hồng hoàn công và giá bán thì 6 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị quan tâm đến cặp nhà hướng đông này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu trực tiếp với anh chủ nhà dễ thương vui tính nha quý vị. Và lên như đây thì quý vị sẽ cùng em đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Hai phòng ngủ số 3 và số 4 nhìn đây thì quý vị thấy vẫn có đầy đủ nội thất này, có khu vực gắn máy lạnh. Nhà thì làm phào chỉ rất là nhiều. Phải nói là mẫu tân cổ điển này thì cũng đang khá là bán chạy, nên cũng được khá nhiều anh chị chủ nhà lựa chọn để xây cho mình căn nhà ưng ý và phù hợp với quý vị khách hàng. Phòng vệ sinh này, chúng ta vẫn có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm, hoa sen và gương soi. Và lên trên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng cuối cùng, phòng ngủ số 4. Ngang 4m2, độ dài lên tới 16m, được chủ nhà xây mới 100% và xây một cặp luôn nha quý vị. Hai anh em thì có thể mua hai căn, hoặc là cô bác anh chị nào mua một cặp để vừa ở, vừa cho anh em mình ở kế bên, thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho đại gia đình chúng ta. Giá bán là 6 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Quý vị quan tâm đến căn này, cặp nhà ngang 4m2, độ dài 16 này, thì hãy gọi cho em Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đến tham quan trực tiếp và gặp ngay chủ để thương lượng giá cả nhé. Và di chuyển lên trên đây thì quý vị chúng ta sẽ cùng em đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở đây thì quý vị sẽ có khu vực sân thượng sau này. Sân thượng sau thì chúng nhà đã rào chắn lợp mái bên trên, có khu vực để máy giặt đồ ở đây và phơi đồ ở ngoài đây. Và ngoài đây thì chủ nhà có làm sẵn không gian phòng thờ. Đây là không gian phòng thờ căn nhà chúng ta, phòng thờ rất là ngăn nắp luôn. Và ngoài đây là khu vực sân thượng trước. Quý vị đang đến với khu nhà hẻm một xẹt có đường Trương Thị Hoa, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay kề bên công an quận 12. Vị trí rất là đẹp, cách Gò Vấp và ngã tư Tân Thế Hiệp, quốc lộ 1A 500m, cách Gò Vấp 5 phút đi xe máy và cách sân bay khoảng tầm 15 phút. Di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 phút, giá bán là 6 tỷ 700 triệu đồng hướng chính đông. Quý vị quan tâm thì alo cho Hùng để đến xem trực tiếp cặp nhà này nhé. Cặp nhà hẻm một xẹt rất là đẹp nha quý vị. Giá bán thì đang chào ra vô cùng hợp lý và cực kỳ hấp dẫn. Nhà đất Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị chúng ta ở những video lần sau.